Có bao giờ anh gặp một cái mấy cái sự cố là kiểu anh khen cái quán đó mà đúng là cái thời điểm đó anh ăn ngon mà sau đó về lại bị mọi người nói là tới cái quán này không ngon mà tại sao anh Phú lại khen? Có bị chưa? Có. Thật sự là cũng có một số quán là bị cái vấn đề đó. Và cái điều mình luôn giữ trước giờ khi mà làm YouTube á là Phú đều trả lời hết từng bình luận của khán giả. Khi mà quán xảy ra vấn đề vậy thì mình chỉ có thể trả lời là mình đã cố gắng, mình truyền tải đúng những gì mà quán ở đó hôm ngày hôm đó đã đem trải nghiệm đến cho Phú. Còn về sau đó thì quán nếu mà không giữ chất lượng thì nếu mà quán đó Phú biết, Phú sẽ nhận những phản hồi đó, Phú sẽ đi gặp trực tiếp quán, Phú sẽ đưa họ xem những cái bình luận của khán giả để họ có thể sửa khắc phục những cái vấn đề đó. Trời ơi sao em có tâm dữ vậy Phú?